Hôm nay chúng ta sẽ học về cấu trúc ngữ pháp nên te, nên te. Các bạn có học qua ngữ pháp này rồi đúng không? Nó có nghĩa là gì? Theo các bạn biết á, theo các bạn thì cái nghĩa nên te này nó có nghĩa là gì? Ok, không ai nói gì hết. Rồi, vậy thì bây giờ mình bắt đầu. Nhà bạn nào có cái tiếng sột soạt thì mình xem lại nha. Nên đây này nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nó bằng với ngữ pháp chiman. Chiman là gì các bạn nhỉ? Nhưng thì có nghĩa là vế trước và vế sau nó sẽ đối lập lẫn nhau, đối lập nghĩa với nhau. Và nghĩa thứ hai của nó là mình dẫn dắt hoặc là mình giới thiệu một cái tình huống nào đó. Ôi, nhưng nhà anh Trung bị ồn ấy anh Trung ơi, bị cái âm thanh mít đó. Ừ, nghĩa thứ hai của nó là mình khi mà mình đề nghị đối phương hoặc là hỏi đối phương một điều gì đó thì mình sẽ giới thiệu một cái chủ đề hoặc là một cái tình huống nào đó cho người ta biết ha. Giới thiệu tình huống hoặc là chủ đề nào đó, đề cập đến một cái chủ đề nào đó, rồi sau đó mình mới yêu cầu đối phương nó làm gì cho mình hoặc là đề nghị họ làm gì đó cho mình. Rồi, bây giờ các bạn xem câu ví dụ này nha. 리처드는 토요일에 구두를 사고 싶었습니다. 사고 싶었습니다. Đây có nghĩa là gì đây? Thì Richard vào ngày thứ bảy, bạn đó muốn làm gì đây ạ? À? Mua Đã muốn giày, mua đôi giày. muốn mua giày. 구두를 사고 싶었습니다. 그래서 남대문 시장에 갔는데 시장에 사람이 너무 많았습니다. Vì vậy, bạn đó đã đi đến chợ Nam Tề Chưa. Môn. Nên đây rồi thì nhưng mà khả nên đây là cái Nhưng mà trường hợp là gì đây ạ? ở chợ. Đây là cái trường hợp mà người ta giới thiệu một cái chủ đề nào đó, giới thiệu một cái tình huống mà người ta đang thực hiện đó. Thì giới thiệu cái chủ đề đó là bạn nói đã đi đến chợ Nam Tề Môn, thì đến chợ đó xong rồi thấy gì vậy? Si cha nghe Nhiều xa ra mí nọ mua mà nó sừng đó. Thì ở chợ bạn ấy thấy rất là đông người. Đây nêu ra một cái sự thật nào đó hoặc là đề nghị yêu cầu đối phương làm gì đó cho mình, thì đây là khả năng này. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn cách chia nên tê này như thế nào nha. Rồi, 구두 가게가 많았는데 그 중에서 한 가게에 들어갔습니다. Đây là cái trường hợp đối lập nghĩa nè. 구두 가게가 많았는데, gì đi đây ạ? Cửa hàng giày có rất là nhiều, Có lẽ rất nhiều. nhưng mà bạn ấy chỉ đi vào một cửa hàng trong những cái cửa hàng đó thôi, cửa chua nghề đó, trong những cái cửa hàng đó thì cậu ấy chỉ ghé vào hoặc là đi vào một cửa hàng thôi. Rồi, tóm lại là như vậy. Bây giờ Trang sẽ hướng dẫn cách chia cho các bạn nha. Cách chia nên tê này như thế nào, mình sẽ dùng cho từ loại động từ và từ loại tính từ. Thì tất cả những từ loại này mình đều dùng cho ba thì. Chỉ có tính từ là mình chỉ dùng cho hai thì thôi. Động từ, mình lấy cái những cái từ vựng như sau: bêu tà, một tà, một tà, dơi tà, chụp tà. Chụp tà đây có nghĩa là mình lượm hoặc là mình nhặt một cái vật nào đó. Rồi, trước tiên mình chia ở thì quá khứ. Quá khứ thì các bạn sẽ cộng với át ớt nình đê ha. Quá khứ thì lúc nào cũng phải kết hợp với ad os Tập mình đây. nên te. Quá khứ thì mình cộng ad os nên te. Còn hiện tại thì chúng ta sẽ chia ra thành hai trường hợp. Ở động từ thì mình chỉ cộng có một trường hợp thôi, dù có bắt chim hay không bắt chim chúng ta đều cộng với nên te ha. Rồi, tương lai thì chúng ta sẽ kết hợp với ri hoặc ư nên te, tương lai nha. Rồi bây giờ các bạn chia beo tà trước. Quá khứ của beo tà mình sẽ chia là, các bạn đọc Tại cho út Trang nha, nâng đề theo quá nền đề. Một ta, Mực cất nâng đề một ta, vừa nền đề. Mô rất nâng đề Mình chia về quá khứ nè. Rồi, dơi ta, Dơ rất nâng đề chụp ta, Chuột nâng đề chua nền đề. Mình chia pi up thành u nè. Quá khứ thì mình cộng với ớt, chua nền đề. Rồi, bây giờ chúng ta qua hiện tại.
Hiện tại thì dù có bắt chim hay không bắt chim đều cộng với nin tê hết nha. Rồi peu tà thì mình chia là peu nin tê. Tê rồi một tà mực nin tê, một tà mực nin tê. Dơi tà thì chỗ này bắt chim nó là riu, cho nên khi kết hợp với ni in nó sẽ bị mất riu đi, nó sẽ trở thành do nin tê. Chụp tà, chụp tà đây là rồi chia như nào. Chúng nên đề à, chúng nên đề. Rồi bây giờ mình chiếu thì quá khứ là tương lai. Peu ta không bắt chim thì cộng với riu cần đề, còn nếu có bắt chim thì cộng với ul cần đề. Ul cần đề, ul cần đề. Một ta một cơn cần đề, một ul cần đề. Một ta một rừng cần đề, một rừng cần đề. Dơi ta dơi cần đề. Khi mà bắt chim của nó là riu thì các bạn không cần phải cộng với riu nữa. Rồi chúc chụp ta chia là chul cần tê, chul cần tê. Rồi đó là từ loại động từ. Bây giờ chúng ta sang từ loại tính từ. Tính từ thì chúng ta sẽ quá khứ thì chúng ta sẽ cộng ad ớt nền đề, nó giống như động từ bên trên. Còn ở thì hiện tại thì các bạn sẽ chia thành hai trường hợp. Nếu có bắt chim thì các bạn sẽ kết hợp với in đề, còn nếu không có bắt chim các bạn sẽ cộng với ni un tè nha. Rồi bây giờ các bạn nói với trang diệp puta, diệp puta nha, các bạn sẽ đọc là hai hàng này luôn nha, quá khứ và hiện tại. Rồi si chắc diệp puta, diệp bớt nâng tè tè diệp bình tè. Rồi chai tà, chai tà quá khứ. Chai bát nín đê, chai bát nín đê, chai bát nín đê, có chim thì cộng in đê. Kil tà, lưu ý chỗ này nha. Grub nín đê, grub nín đê, kin đê, kin đê. Riêng nó bị mất đi rồi nè. Rồi chúc tà là chua nín đê, chua nín đê, chua nín đê. Vì bát chim của nó là bị ấp khi chia nó thành u này ha. Đó là cách chia. Rồi bây giờ mình trở về phần luyện tập A và B. Các bạn sẽ dựa vào cái phần cái đuôi câu nha. Nếu mà đuôi câu tính ở động từ quá khứ thì các bạn sẽ cộng với ad ớt nền đề. Còn ở hiện tại hoặc là tương lai thì các bạn sẽ kết hợp với những cái trường hợp nãy mình học đó. Rồi bây giờ chúng ta xem. Oje achime shinjone katta. Chỗ này có nghĩa là oje sáng hôm qua. Sáng hôm qua là đi xin tròn. Xin tròn. Rồi, tiếp theo. Câu này là gì đây? Xin mời bạn chiếc lá bằng rơi. Bạn đọc một câu, bạn dịch một câu đi. Bang hắc e chung cúc e can cơ ta là vào... Khai cơ ta. Khai cơ ta. Khai cơ ta. Bang hắc là kỳ nghỉ là... Là đến Trung Quốc. Vào ngày ở Trung Quốc thì tôi sẽ đi Trung Quốc. Rồi, tiếp theo. Xin mời anh Trung. Câu dưới luôn ha. Sức tan trơn bụt thơ theo quân tô đơn peo cô ít tà là 3 tháng. Từ 3 tháng trước thì tôi đã học mà đang học à? Đang học. Từ 3 tháng trước theo tôi đang đang học, đang học theo quân tô. Tôi đang học võ tôi theo học, quân học. Từ theo quân tô từ 3 tháng trước. Rồi tiếp luôn nha. Xin mời bạn Trần Hiền, Thu Hiền. Câu tiếp theo ạ. Arume là giáo viên tiếng gì đây ạ? Puro. Puro là tiếng Pháp đúng không? Puro sao thành nhiều. Rồi tiếp luôn, bên đây xin mời bạn Trần Hồng. Là câu hồi nãy là em chưa nghe rõ lắm. Puro Santanim là giáo viên tiếng Pháp, giáo viên dạy tiếng Pháp. Arumen là giáo viên dạy tiếng Pháp. Rồi. Rồi bây giờ mình qua phần B nhé. Câu đầu tiên mời bạn Hồng Phẩm Thanh nhé. Lâu quá. Thế cơn đồ nữa. Alo. Rồi. Em làm đêm không nói được, cô thông cảm. Rồi, ok. Xin mời bạn Nguyễn Minh Thái. Vâng.
Taekwondo는 아주 재미있다. môn võ Taekwondo thì rất là thú vị. Ok. Rồi, câu tiếp theo luôn đi anh Thái, câu dưới luôn nha. Biên kỳ phiêu rừng 아직 예약하지 않았어. 않았다. 왜 máy bay thì chưa hẹn. Tôi vẫn chưa đặt. Chưa đặt vé máy bay. Đúng rồi. Rồi tiếp theo xin mời bạn chiếc lá vàng rơi. Hai câu. Xin chào nè, saram turi nemu manata. Xin chào thì nó có rất nhiều người. Câu dưới luôn. Hanguk eto charanta. Hanguk eto charanta. Tiếng Hàn cũng rất giỏi. Ok, rồi tiếp theo mời bạn Chung. Chunun jungo sun seni ita. Từ là jungo là tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh đúng không? Chun là giáo viên. Chunun. Tôi giáo viên tiếng Anh đúng không? Vâng. Chun. Chun. Cả thi cả cô sipunte sipumien Izaki Hata là và cũng nếu mà nói chuyện thì à cả gì để cùng đi và à, nếu mà mình từ Izaki là nói chuyện thì, nếu mà cùng muốn đi là nếu mà cùng đi thì nói chuyện rồi. Rồi bây giờ các bạn để ý câu đầu tiên người ta sẽ kết nối với câu thứ hai nè. Ai vừa bị là nói này. Oje achime shinjone katta. Rồi bây giờ mình sẽ kết hợp ngữ pháp ninte. Thì chỗ này quá khứ thì các bạn sẽ cộng với ad ninte đúng không? Oje achime shinjone katta. Ở dưới đây shinjone saramduri nomu manatta. Sáng hôm qua tôi đến Shinjon thì ở Shinjon thấy có rất là nhiều người, rất là đông người, rất là nhiều người. Thì như vậy đó. Rồi câu tiếp theo các bạn sẽ nói câu nào đây? Phản hát ghê Trung Quốc khải cô tà. Thì chỗ này khải cô tà người ta đã gợi ý cho mình cái thầy tương lai rồi. Thì các bạn sẽ ghi nào? Khải Con tè. Đúng rồi. Con tè. Rồi kết liên kết với câu nào đây? Phản hát ghê Trung Quốc khải con tè. Không. Kachi kako shippu miên iyaki heo. Iyaki haseo. Iyaki haseo. Rồi, đúng rồi. Câu 3 thì đối với câu 1. Câu 3, rồi các bạn nói đi. Sốt tay chọn bụt thơ. Thế con tổ rớt theo ủ cố. Thế con tổ rớt theo ủ cố ít ta. Con tổ rớt à chú chế mi ít ta. Đã câu 1. Kết hợp, khi ấy lại. À kết hợp được. Ít nâng tê. Ít tạo ta, chế mi ít ta, chế mi ốc ta. Thì các bạn đều cộng với nâng tê nha. Rồi, kết hợp với câu thế con tô nên thế con tô nên à chú chỉ bị yếu thế rồi. Rồi câu tiếp theo Armeren Puro Sensei님 Inde Inde đúng rồi Inde nói gì nữa đây ạ Inde dân Hàn Hàn Quốc ở tô trả hàng Hàn Quốc ở tô trả hàng đó Hàn Quốc ở tô trả hàng cái nào cũng được chuyện chứ câu chuyện đấy câu chuyện hợp lý hơn. Armen là giáo viên dạy tiếng Pháp. Nhưng mà John thì là giáo viên dạy tiếng Anh. Thì hai cái vế này nó đối lập nhau mình dùng được luôn. Còn mình nói của trên Armen là giáo viên tiếng Pháp nhưng mà nói tiếng Hàn Quốc rất là giỏi. Cũng nói tiếng Hàn Quốc rồi. Đúng rồi. Nhưng mà nói tiếng Hàn cũng rất là giỏi. Đều được ha. Ok. Được cả. Rồi, bây giờ các bạn thử áp dụng ngữ pháp này và áp dụng động từ này để mình điền vào chỗ trống xem nhé. Tao nhìn nhỏ đấy, mờ đấy điện thoại. Mờ không? Cô phóng to tí không? Không to không được chứ. Thôi vậy cái phần này để mình cho các bạn làm bài tập trên Face đi. Như mình học qua cái phần mới nha. Ngữ pháp nên đi in nên liu có cả ngữ pháp này nó có nghĩa là dự đoán hình như có lẽ hình như có không ạ?
có lẽ là hình như là chắc là, nhưng mà mình chia nó như thế nào đây? Nên này á là tượng trưng cho thì gì đây ạ? Quá khứ, động từ thì quá khứ ha. Nên là thì gì đây ạ? Hiện tại. Rồi uru là tương lai. Tương lai. Ví dụ như chúng ta xem câu ví dụ này. Trang có cái câu như là pake. Như là trời đang mưa, các bạn có thể nói nào? Hiện tại hình như trời đang mưa. Kika onen kot katayo. Đó là hình như trời đang mưa, là hiện tại nó đang mưa ngoài đó. Hình như là trời đã mưa rồi. Bây giờ các bạn ra ngoài đường, các bạn thấy đất nó ướt thì các bạn mới hiểu đó là hình như là trời đã mưa rồi. Nói thế nào? Kika onen kot katayo. Rồi, bây giờ các bạn đi ra ngoài đường, các bạn thấy trời âm u á. Bây giờ mình mới nói là hình như là trời sẽ mưa, dự đoán nha. Thì có Pika on đó là dùng cho động từ. Bây giờ tính từ, tính từ thì các bạn chia ở thì hiện tại thôi à. Có nghĩa là mình chỉ chia thôi. Nếu mà tính từ có bắt chim thì các bạn sẽ cộng với un có cặp tà. Ví dụ chặt tà phải không? Mình chia là thả gân có cặp thai ồ. Khư tà thì mình chia là khưn có cặp thai ồ. Tuy nhiên có một cái động, cái tính từ là chột thà. Mình có thể chia chôn cất cặp thai tôn cặp thai ồ được. Và cũng có thể chia là chỗ hứa có chỗ cặp. Cái trường hợp này thì mình thấy nhiều khi người ta lại chia là chỗ hứa có cặp thầy, chỗ hứa có cặp như là. Nhưng mà đó là tương lai phải không? Đúng rồi, chắc có lẽ là cái trường hợp chột thà này á là nó có thể cộng với ư có cặp thầy. Lấy ra để cho các bạn lưu ý cái trường hợp này. Rồi, bây giờ các bạn xem hình vẽ. Những cái động từ này chắc các bạn biết hết rồi. Piano recita nghĩa là đánh bài piano nè. Piano hata nghĩa là cạo râu. Cạo râu. Rồi cha recita uống trà. Uống trà. Unjonata lái xe. Lái xe. Iru takta đánh công. Mori recita recita ngoài đầu. Chạy tóc. Golf. Đánh hôn. Gọi phải. Bây giờ các bạn dự đoán đi. Hình như là mấy người này đang làm gì đây? Hình thứ nhất, các bạn dự đoán xem nha. Hình thứ nhất. Bạn nào đây? Nento. Cùng làm đi. Nento. Cùng làm cho ta. Han cột cắt tà. Chúng tôi han cột. Han đơn hai là han cột cắt tà. Han cột cắt tà thì đang diễn ra mà. Hình như là đang. Han đơn cột. Câu thứ hai. Thì cái này là đang chồng đang làm gì đây? Đánh đàn. Piano đơn. Piano run chinen cột cắt thay ô. Cột cắt thay ô. Piano run chinen cột. Ok, rồi hình thứ ba đang làm gì đây? Thứ ba là irin tắc nun tắc nun cột cắt thay ô. Rồi, câu thứ tư. Từ cột irin này là cột cắt sâm chôn hoa run. Chà rưng mà xin nên có Chà rưng mà xin sao thích. Đúng rồi, thứ 7. Ôn chân
Unchon ha đơn đơn ha đơn đơn ha đơn quốc cát thờ. Ok, câu 8. Giáo sư Ly hôn là kết hôn. Lên hôn nữa. Hôn ký hôn. Chimi Chimi sở thích. Chimi sở thích. Sở thích. À Mi hôn là vẫn là chưa kết hôn chứ cô? Mi hôn là chưa kết hôn. Vâng. Ký hôn là đã kết hôn rồi. Đánh tennis với lại đánh gôn. Với du lịch. Bây giờ các bạn người đóng vai A, người đóng vai B ha. Sau đó tí nữa mình áp dụng cho luôn. Xin mời bạn Giang Trường đóng vai A, bạn Nguyễn Minh Thái đóng vai B. Cô đi, em làm xong đi. Giang ơi, nói được không em? À, cái này em đọc được. Ok. Thì sao là mẹ chích cấp lên vượt của Sunikayo? Kiểu suy in vượt cả thai hình như là dấu nhân sự. Về cái tên cả khám nì cấp. Số chơi chơi kì á chú mà nà sơ yô. Tại vì nhìn lên kệ sách thì thấy nhiều sách đúng không? Rồi, tương tự nha. Xin mời bạn chiếc lá bằng rơi với lại bạn Thu Hiền. Chào hỏi cuối nha. Ý xa ra chị cấp phương mua ở phim cà vô. Nãy mình hỏi nghề nghiệp rồi. Bây giờ mình hỏi qua tuổi đi. Này. À, này. Ý xa ra mê này nên ở thức kê vô. Ở thức kê tại sao? Tại sao? Tại như trong ổng có vẻ lớn tuổi đi. Trong có vẻ lớn tuổi là Nai mà Na. Trong có vẻ là Aobuta đúng không? Aobuta. Trong có vẻ lớn tuổi mình nói thế nào? Aobuta chứ. Aobuta. Mana. Mana bu. Bu. Bio. Bua boyo soyo, boyo soyo. Hình như hình như là ông này thích đánh gôn thì hợp lý hơn tại vì có cần gôn. 50 tuổi tại vì có tuổi sao sao tuổi mà. Thì tuổi thì người già người khoảng 50 thích đánh gôn. Nhưng mà tự nhiên hỏi tuổi cái sao biết vậy thôi, kỳ khó đó nghe. Không có lý do để nói. Thôi phần này mình cho qua. Rồi bây giờ Khó rồi mình xin mời bạn Trung hỏi bạn chiếc lá một rơi. Trung hỏi cái hôn đúng không? Đâu chứ? À, cái hôn Islam Islam mê
kyun kyun nun wop wop in cả ớ không được xong rồi được không là kyun nun kyun cái này đã kết hôn chưa hỏi à đã kết hôn một đã hôn còn chưa không à Islam bạn đã kết hôn chưa cơ hoặc là anh hỏi cái kêu hết sợ không kêu hết sợ cũng được không kêu hết này ó mình hỏi người ta người này đã kết hôn chưa ờ ki hôn in kết cả thay không ki hôn in có cả theo như là đã kết hôn rồi rồi tiếp luôn đi ạ sở thích thì như nào và là Jimmy ở đất kê sẽ gặp hầm đi cả hỏi tại sao lại nghĩ là bạn này người này đã kết hôn rồi à và đang nói thôi hỏi tại sao kêu thăm đi các kêu sẽ kéo chắc sang uy sachin is sachin à chắc sang uy sachin ni 있어서요. 가족 사진이 있어서요. 사진 bàn. Rồi, tiếp nha. Bạn khác hỏi. Mời bạn Hiền và bạn Chiêu Sang. Đi ra đường mới chi mùi lắm. Cái đó gọi là cái gì cô? Con thử. Để mình đánh lên nha. Con thử. Con thử chè. Để mình đánh lên cho. Là cái gậy của con. Con đánh lên một hành xong được ta. Này luôn đấy ha. Cối phứ chê. Đây là cái cây gọn, cây gậy đánh con. Chip hàng nghe. Vậy trong phòng có cái cây gậy đánh con. Bạn ăn nè. Cối phứ chê. Ít sơ sợi ạ. 서재에 골프채가 있었어요. 네. 서재에 서재에 라고 방금 없었네. 골프채가 있었어요. 오케이. 자, 이제 mình qua phần e to với là e man. E to đây là mình kết hợp giữa tạo từ e và to. To đây là cũng nữa nè. Và tiếp theo e man là e so kết hợp với man. Là chị ở đâu đó thôi. Chị ở đâu đó thôi. Rồi, các bạn đọc Vương Trang câu ví dụ người này ha. A. Xin mời bạn Trung. B. Xin mời bạn Giang. À, ơi vừa mới cá chùm á phân tê chắc cơn ở thị ế sơ phản đi cá phản phản đi cá phạm đi phạm đi công đi cả phạm rồi thì cũng khi khai gia hàm đi cả thì còn chơi nên giặc cục kỳ ập nên tề su su sơ tô giặc cưng sản su ít sum đi cả sản yêu thôi so nên giặc cưng sản su ập sum đi cả giặc cục Yakuk is for man. Thì trong cái
đoạn giao tiếp này các bạn để ý là có chỗ kinh cho e nên kinh cho e, đây là chỉ vị trí rồi, nhưng mà nên này á thì nó kết hợp đây là dạng từ từ ghép ở gần gần hiệu thuốc thì bố, không các bạn có thể dịch e nên là ở đâu đó thì ha. Rồi shifu e sau tô, shifu e sau là ở siêu thị rồi, tô là cũng ở siêu thị cũng à. Cũng có thể câu này thì đi ở gần cửa thuốc đấy. Shifu e sau nên, đây là kết hợp giữa e sau với lại nên ở siêu thị thì nhà thuốc e sau man là ở siêu thị ở thôi đúng không? Rồi bạn nào có thể giải thích bằng nhưng mà đâu buồn rồi nhà anh Trung á, anh Trung nhà anh Trung bấm cái quạt lên rồi bạn nào giải thích đang phần này đây, bạn Thu Hiền và bạn Minh Thái, Minh Thái với bạn Thu Hiền nha. Dịch của cô. Gì? Tôi đau đầu. Ở đâu bán thuốc? Tôi thì tôi bị đau đầu. Thì chỗ này người ta đang giới thiệu cái chủ đề này ha, đang giải thích một cái gì đó. Bởi đi gặp trong ở phần tiền vì đau đầu nè. Thế ở đâu anh? Phải đến hiệu thuốc. Ở đâu thuốc? Rồi, tiếp cô mình. Đến hiệu thuốc. Phải đến hiệu thuốc. Phải đến hiệu thuốc. Phải đến hiệu thuốc. Rồi, câu tiếp theo. Gần nơi này thì không có thuốc. Không có hiệu thuốc. Có thể mua thuốc ở siêu thị. Ở siêu thị. Nhưng mà ở siêu thị cũng có thể mua hiệu thuốc. Rồi tiếp. Không ở siêu thị thì không thể mua được thuốc. Thuốc chỉ có bán ở hiệu thuốc. Chỉ bán ở hiệu thuốc thôi. Đó. Chỉ có hiệu thuốc thôi. Rồi bây giờ các bạn cùng điền những cái trợ từ ghép này vào văn. Người câu nha. Sarah. Hitoshi는 한국에서 여행 많이 했습니까? Peter, cậu đã đi du lịch nhiều ở Hàn Quốc phải không? Rồi phải không? Rồi Peter nha. Peter xin mời bạn. Chiêu Giang. 올해는 별로 여행은 하지 못했지만 작년에는 많이 했습니다. 작년에 경주하고 부산에 갔었습니다. 그리고 대전에는 갔었습니다. Nãy giờ là mình đi Gyeongju với lại Busan rồi, giờ mình lại thêm cái Daejeon nữa. Eto. Eto. E. Thêm nữa. Tại vì đấy. Eto. Eto. Tại vì nãy nói là năm ngoái là tôi đã đi đến Busan với lại Gyeongju rồi và cũng đã đi đến Daejeon rồi. Rồi tiếp nha. 그래요. 대전에는 어떻게 가야 합니까? Phải đi đến Daejeon thế nào đây? Xin mời bạn. Phạm Thành đâu có được phải không? Minh Thái. Đến đoạn nào? 그래요. Đến đoạn Daejeon. Daejeon 같이 가는 고속버스가 있습니다. 그리고 기차로도 갈 수 있습니다. 대전 같이 가는 고속버스가 있습니다. 그리고 기차로도 갈 수 있습니다. 대방 tàu lửa. Tàu hỏa. Theo mời bạn chiếc lá bằng rơi. 비행기로는 갈 수 있습니까? 비행기로는 갈 수 있습니까? 로는 hơi là gì ta? 로또. 로또 chứ đúng không? 로또. 네. 로또.
Roto. Thêm một cái phương tiện này. Rồi tiếp, mời bạn Chiết, mời bạn Chung. Chung. Tắt micro rồi được rồi. Anio, Bianchi, Bianchi. Bài này dùng Enun nữa. Đúng rồi, Ronan, đúng rồi. Bianchi, Ronan, nhắn bạn. Tôi, Philip, Sunita. Mấy bạn thầy. Chỉ cần đi. Ronan nhắn bạn là thầy ha. Còn vài thầy không thấy đi. Chỉ cần đi. Chỉ cần đi. Istamien, Trần, Hanbun Ka, Pusipsio. Cùng con tô mán cô à chú chế bi hít xin người ta không là đi bằng đi bằng cũng có thể đi à, không đi được bằng bằng máy bay vì thời nếu mà có thời gian thì đi đi thử một lần. Rồi, rồi mình đã đọc xong đoạn văn này rồi, mình đã điền đúng rồi, bây giờ mình đọc lại nha, mời hai bạn đọc lại phần này một trang. Xin mời bạn Minh Thái và bạn nam một nữ đi. Thu Hiền. Peter Sinun, Hankuk, Hankuk eso yo hang mani hetsumika. Oreun bonro yo hangun hachi mo hachiman changnyeun mani hetsumita. Chang changnyeone gongchunghago usaneun hetsumita. 그리고 예전에도 왔습니다. 그래요? 대전에는 어떻게 가야 합니까? 대전까지 가는 고속버스가 있습니다. 그리고 기차로도 갈 수 있습니다. 비행기로도 갈 수 있습니까? 아니요, 비행기로는 갈 수 없습니다. 시간이 있으면 한번 가고 싶고요. 그런 것도 많고 아주 재미있습니다. 파트 씨는 한국에서 여행 많이 했습니까? 올해는 별로 여행은 하지 못했지만 작년에는 많이 했습니다. 작년에 경주하고 부산에 갔었습니다. 그리고 대전에도 갔었습니다. 그리고 대전에는 어떻게 가야 합니까? 대전까지 가는 고속버스가 있습니다. 그리고 기차로도 갈 수 있습니다. 기차로도 비행기 로도 갈 수 있습니까? 아니요, 비행기로는 갈 수 없습니다. 시간이 있으면 한번 가보십시오. 본 것도 많고 아주 재미있습니다. 대부분의 한국 사람들은 내 집 마련에 꿈을 꾸면서 삽니다. Thì trong câu này các bạn thấy có từ nào mới không? 내 집 마련에 꿈을 꾸다. Đây có nghĩa là có ước mơ là nếu mà ước mơ là kumien đó, kumien sơ. Vậy cái chỗ Marion là gì đây? Chuẩn bị đúng không ạ?
sắp xếp cửa hàng, mình trang trí cho mình một cái ngôi nhà hoặc là chuẩn bị cho mình một ngôi nhà. Thì người Hàn Quốc, phần lớn người Hàn Quốc họ đều có ước mơ là có chuẩn bị cho họ một căn nhà để mà sống. Giấc mơ đó là giấc mơ gì vậy? Như thế nào? Như thế nào? Giấc mơ gì? 밤에 잘 때 꾸는 꿈이 아닙니다. Bị dội tiếng lại á. Có bạn nào mở loa ngoài không? 밤에 잘 때 khi mà ngủ vào ban đêm á. 꿈 꾸는 꿈이 아닙니다. Đây là không phải, không phải giấc mơ là gì? Hồi nãy mình nói là ước mơ chứ không phải giấc mơ nha. Kumel kuta ở đây không phải, nó có hai nghĩa. Một nghĩa là mình mơ ước có được cái gì đó, và có nghĩa thứ hai là ngủ nằm mơ. Vậy đây người ta giải thích không phải là giấc mơ mà mình mơ khi mà mình ngủ đâu nha. Ở đây ý nói không phải là giấc mơ mình ngủ mình thấy đâu. 이것은 내 집을 갖고 싶어 하는 바람입니다. Thì cái chữ 꿈을 꾸다 đây có nghĩa là cái ước muốn mà mình có được cái ngôi nhà của mình. Đây là cái mong muốn, ước muốn. Rồi, 한국은 인구는 많은데 면적이 좁기 때문에 집을 지을 땅이 부족합니다. Chỗ này nó rất là hay, chỗ này đây. Ở Hàn Quốc, Hàn Quốc thì 인구 là gì ạ? Dân số. Dân số nhiều. À, nhưng mà miền chợ cái chỗ kia tên mình nhé. Miền chợ ở đây là diện tích. Diện tích thì hẹp. À, diện tích diện. Hẹp. Cho nên 집을 집을 지을 땅이 부족합니다. 지을 땅 ở đây là kết hợp giữa động từ 짓다 xây á các bạn. 짓다. 짓다 kết hợp với 땅. Aigo. Thì nó sẽ bị mất chữ sờ đi khi kết hợp với nguyên âm. Chiêu tầng đất mà mình xây nhà thì bị gì đây ạ? Thiếu diện tích nó hẹp nên thiếu đất xây nhà. 그래서 어디에서나 고층 아파트를 쉽게 볼 수 있습니다. Câu này mình hiểu như thế nào đây? Cho nên 어디에서나 어디에서나 bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, ở đâu cũng ha. Cô chân này là cao tầng á bạn. Cô là cao, chân là tầng. Cho nên là mình rất là dễ dàng nhìn thấy những chung cư, những cái tầng chung cư cao tầng ở bất cứ nơi nào. Rồi, 그렇지만 아파트가 많아도 집이 없는 사람들이 많습니다. Thế nhưng mà dù 아파트가 많아도 chung cư nhiều. Nhưng mà 집이 없는 사람들이 cũng có nhiều người không có nhà, rất nhiều. Đây là mặc dù ha, mặc dù chung cư nhiều nhưng mà cũng có nhiều người không có nhà. Rồi tiếp theo mỗi người câu nha, dành cho các bạn đi. Xin mời bạn Nguyễn Minh Thái. 집이 없는 사람들은 다른 사람의 집은 빌어서 삽니다. Người không có nhà thì thuê nhà của những người khác. Thuê nhà của người khác để ở để sống. Sống nè. Những người mà không có nhà thì họ thuê nhà người khác họ ở. Rồi tiếp luôn nhà bạn Thái. Bên Thái nha. Đọc luôn. Rồi tiếp. 외국에서는 보통 집은 1인당 매단 또는 내지만 한국에서는 처음에 맞는 또는 주고 1년이나 1년 동안 계약은 합니다.
Ở nước ngoài thì thường thế khi mượn nhà tiền ở nước ngoài thì tiền tiền thuê nhà thì hàng tháng thì phải đóng, nhưng mà ở Hàn Quốc thì ngay đầu tiên lần đầu tiên thì đã phải đóng rất nhiều tiền, cũng như là mình đưa một cái số tiền lớn trong vòng một năm thì là, hoặc là hai năm trong suốt nhân viên công an kê giặc, mình dịch cái kê giặc trước, đây là hợp đồng. Mình sẽ là hợp đồng, mình sẽ ký hợp đồng trong vòng một trong hoặc vòng một năm hai năm một hoặc là hai năm giờ đó hai năm ở nước ngoài thường thì khi mà thuê nhà thì thường mình sẽ trả tiền hàng tháng metai tôi nói này chị mình, nhưng mà ở Hàn Quốc thì mình đưa số tiền lớn vào lúc đầu thôi, rồi sau đó mình sẽ làm hợp đồng trong khoảng 1 hoặc là 2 năm, chứ mình không có đưa hàng tháng mà đưa một lần vào cái khoảng thời gian đầu tiên. Rồi tiếp theo xin mời bạn Trung. Dỗ quý cô kê chắc kỳ cani cực nam yên cụ tôn ta si tô rơ phát sơ mi tà. Nhưng mà nếu như mà cái thời gian mà hợp đồng kết thúc ấy thì tiền ấy phải nhận lại tô rơ bà tà tiền. Mình nhận lại nè, khi mà cái hợp đồng kết thúc thì được nhận lại số tiền thuê nhà đó kết thúc thì chúng ta sẽ được nhận lại cái số tiền đó. Rồi tiếp luôn, xin mời bạn Hiền Thu Hiền. Rồi, y của Xuân trang xe đó cũng không nghỉ dạ trang xe cặp Xuân trang xe cặp Xuân trang xe cặp Xuân chị bé vì chị và chú kỳ ế đã ra sổ thả lý chí mang nhập hạch mang uôn ế cho bế kho nhập ốc cá chi thì nhìn tả chị quân nhập đi đến tế bà mươn thổ lên nế ra hóa kỳ tế mươn nế và chọn xét và chọn xét khẩn chân mà hôn. Thôi, Thu Hiền ơi, đọc tới đây thôi để dịch, tài nghe, anh tài nghe. Rồi, y gò sơ, chân xe ra của hôm nay ta. Cái này gọi là gì đây ạ? Cái này gọi là tiền đặt cọc. Đặt cọc, chân xe mình có thể hiểu nó là đặt khoán. Ở bên Việt Nam mình á, đặt khoán. Rồi, chân xe gò sơ, cái tiền đặt cọc này. Giá đó, tiền nó khác đặt nhau cọc. Tùy từ vị trí chứ cô giáo, tùy từ vị trí nhà chứ. Giá khác nhau tùy từ vị trí nhà, diện tích nhà, độ lớn của nhà hoặc là diện tích của nhà và tùy vào vị trí của nhà đó. Nhà đó to thì giá cao, còn nhà đó nhỏ với từ mấy triệu đến mấy ức cơ kinh nhỉ. Rồi tiếp nha. Miếng bẹt ma non e so put tho, miếng gọt cà chít thì người ta có thể là từ từ mấy triệu đến mấy ức đến mấy trăm mấy triệu ức. Cái đây là mấy trăm triệu á. Rồi vâng, mấy trăm triệu đây, mấy ức đây. Mấy trăm triệu. Rồi tiếp theo xin mời bạn Giang được không em? Ủa Tiêu Giang đâu rồi ta? Em đọc đi, tới em á. Em hả con? Chị quên bí linh tè mà nâng tốt hơn nhẹ gia hạ kỳ tè mù nghề chật chân chón sạch cặp quân mì rôn mà rinh học nâng cửa tổ xịt chi nâng án xâm nì tà. Khi mà thuê nhà thì cái phải trả, bởi vì là phải trả nhiều tiền cho nên là cái chuẩn bị cái tiền thì
Maranatha là gì ạ? Maranatha mình có nghĩa là chuẩn bị hoặc là sắp xếp. Cho nên là việc mà chuẩn bị ấy, thì nó không có dễ dàng. Thì chuẩn như bị là không cái tiền đặt cọc nó cũng không có dễ dàng. Rồi, tiếp theo. Cái việc chuẩn bị tiền đặt cọc không dễ đâu nha. Xin mời bạn Minh Thái. 그래서 집이 없는 사람들은 언제나 내집 마련에 꿈은 꾸면서 삽니다. Vì vậy những người không có nhà thì언제나 bất cứ khi nào cũng mơ. Lúc nào hả? Ở trên nào lúc nào họ cũng mơ ước. Mơ về để mà mơ ước cái việc mà lo cho mình căn nhà để mà mình sống. Những người không có nhà lúc nào mà họ cũng muốn lo cho mình có một căn nhà để mà họ sống. Rồi, ok. Bây giờ đọc lại toàn bộ nội dung bài này nha. Xin mời bạn Chiến Lá Hồng Rơi đọc lại từ đầu dòng trang. 대부분의 한국 사람들은 내집마련에꿈은꾸면서삽니다. 그꿈이무슨꿈인가요? 밤에 잔때꾸는꿈이아닙니다. 이것은내집은갖고싶어하는바람입니다. 한국은인구는많은데면적이좁기때문에집은지은땅이부족합니다. 그래서어디에서나고층아파트는쉽게볼수있습니다. 그렇지만아파트가많아도집집이 없는 사람들이 많습니다. 집이 없는 사람들은 다른 사람의 집은 빌어서 삽니다. 오케이, 그럼 다 반쯤 nha. 뭐쯤? 그럼 좀 나오거든요. 왜왜국배? 왜국아집이없는사람들은다른사람의집은빌어서삽니다. 미국에는외국에서는보통집은빌린데메탄또는내지만한국에서는점에많은또는진고인형동안계약금합니다. 그리고 계약 기간이 끝나면 그 돈은 다시 돌려 받습니다. 이것은 진세라고 합니다. 전셋 값은 집의 위치와 크기에 따라서 다른지만Miếc bét man luôn ế sơ à miếc bét man luôn ế sơ bu thơ miếc giấc cả chi bêm đi tà. Cái chỗ mà ta ra so bạn đọc bật hơi tí nha. Ta ra so chỗ nào kia ta ra so chữ ta này bật hơi kia kia à kia ta ra sơ không phải ta ra so thêm nữa thêm một bật thêm cái căng hơi ta ra sơ 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 ta ra sơ아시는안씁니다. 그래서집에없는사람들은언제나내집마련에
문 구면서 삽니다. Ok, rồi đọc lại cho từ đầu dùm cho em nghe bạn Chiêu Giang. 주연 đọc luôn. Bạn Thu Hiền. 대부분의 한국 사람들은 내 집 마련에 고민해서 삽니다. 그 꿈이 무슨 꿈인가요? 판매점대 보는 꿈이 아닙니다. 이것은 내 집은 갖고 싶어 하는 사람입니다. 한국인 ai mọi người đừng bật lên ngoài em nghe giọng em không đọc được đâu. Các bạn tắt hết biết rồi mình tắt luôn. 한국은 인구는 많은데 매우 적기 좋기 때문에 식품 지은 땅이 부족합니다. 그래서 어디에서나 고층 아파트는 쉽게 볼 수 있습니다. 그렇지만 아파트가 많아도 쉽지 없는 사람들이 많습니다. 내일 다 줘요. tới đây thôi. Rồi tiếp theo, xin mời bạn bạn nào chưa đọc ta? Bạn Minh Thái đọc chưa ạ? Em chưa đọc dài, đọc một đoạn rồi. Đọc đoạn thứ hai em Trang nha. 집이 없는 사람들은 다른 사람의 집은 빌어서 삽니다. 외국에서는 보통 집은 빌린 때 매단 돈은 내지만 한국에서는 처음에 맞는 돈은 주고 1년이나 2년 동안 계약은 합니다. 그리고 계약 기간이 끝나면 그 돈은 다시 돌려받습니다. 이것은 전세라고 합니다. 전세 값은 집의 위치와 크기에 따라서 다르지만 몇백만 원에서부터 몇 억까지 됩니다. 집은 빌린 때 많은 돈을 내야 하기 때문에 전세값은 밀어나는 것도 쉽지는 않습니다. 그래서 집이 없는 사람들은 언제나 내 집 마련의 꿈은 꾸면서 삽니다. 오케이. 자, 수고하셨습니다. Thì đó là cái nội dung mà hôm nay mình học. Các bạn có hỏi gì không ạ? Để mình học tới đây. Tí nữa mình gửi cái phần bài tập kia lên trên nhóm để các bạn điền vào mình nha. Nãy định làm nhưng mà không có làm được á. Xem cái điện thoại mở không nhìn thấy gì. Điện thoại mở.